Hello mọi người, giờ đã là khoảng 6 rưỡi của ngày 31 tháng 12. Và mình sẽ làm một cái gọi là yearly ritual mà năm nào mình cũng làm. Đấy chính là viết ra những kế hoạch cho năm mới, cũng như là viết ra những điều mà mình mong muốn, cũng như không mong muốn trong năm tiếp theo. Mình có quyển sổ của năm ngoái, đây, planner của năm ngoái, và quyển planner của năm nay. Bây giờ mình sẽ xem là ở trong những cái mục tiêu năm ngoái thì có những cái gì mình đã hoàn thành rồi, mình sẽ tích vào, và những cái gì mình chưa hoàn thành mình sẽ đánh giá để xem là mình có muốn tiếp tục cái mục tiêu đấy cho năm sau không, hay là mình đã cảm thấy là cái mục tiêu đấy nó không còn phù hợp với cuộc sống của mình nữa rồi. Cũng như là review lại tất cả những cái affirmations, cũng như là những cái quotes, những cái nhắc nhở bản thân năm ngoái của mình, xem là cái nào mình muốn giữ, cái nào mình muốn bỏ đi. Một trong những strategy năm mới của mình chính là review những mục tiêu mình đề ra đều đặn hơn, đồng thời đặt những mục tiêu ngắn hạn hơn thay vì chỉ xem lại goals khi đã hết một năm. Tuy nhiên, mình vẫn sẽ đề ra những kế hoạch lớn, những mục tiêu to mà mình muốn đạt được sau một năm để có thể nhìn lại tổng quan, không chỉ là về các mục tiêu mà còn về con người mình đã thay đổi ra sao và mình mong muốn khác đi như thế nào. Những prompts mà mình sử dụng để xem lại năm cũ và lên kế hoạch năm mới năm nay bao gồm: 1. Miêu tả năm 2022 trong 5 từ. 2. Những điều mình cảm thấy biết ơn trong năm 2022. 3. Mục tiêu trong công việc và học tập. 4. Mục tiêu cá nhân. Trong mục này sẽ là những mục tiêu về bản thân và các mối quan hệ. Một ví dụ trong những cái goals của mình năm tới chính là có thể yêu bản thân một cách unconditionally, nghĩa là dù những ngày mình không productive, mình vẫn sẽ cố gắng để yêu bản thân và không trách bản thân khi không được productive như mình muốn. 5. Chính là điều mình muốn bỏ đi. 6. Là những điều mình muốn giữ lại. 7. Là điều mình muốn thêm vào cuộc sống của mình. 8. Là điều mình muốn khen ngợi bản thân trong năm vừa rồi. Và 9. Là những keywords cho năm 2023. Thật ra là mình cũng có ý định là sẽ quay lại màu trầm trước khi mình quay sang bên Úc để học tiếp. Tại vì là màu trầm nó dễ xử lý hơn, lúc nó mọc tóc ra ấy, thì cũng không phải đi tẩy lại. Vì mình thì chưa được tự tẩy ở nhà cả, mình hơi sợ việc tự tẩy ở nhà ấy, tự nhuộm thì ok, nhưng mà tự tẩy thì mình hơi rén. Mà tẩy thì nếu cả mình có tẩy cái phần dưới đuôi này, thì một năm sau nó cũng sẽ siêu dài. Mà Tết thì mình cứ về, nhưng mà hè thì khả năng cao là mình không, vì khả năng cao là bố mẹ mình sẽ sang bên đấy. Nên là mình không muốn tốn tiền làm tóc là một. Thứ hai là mình không có cái tiệm tóc nào mà mình ưng với được cả. Nhỡ nó làm sao thì nó cũng hơi phiền. Nên là mình cũng đã quay lại màu trầm rồi. Đấy, thực ra mình định là nhuộm bây giờ, xong rồi đến cái lúc đi thì mình nhuộm lại màu trầm. Nhưng mà hôm qua đến thì mình cũng lười, mình đã bảo là ok, nhuộm lại màu trầm trầm một chút. Thì đây, nhìn rất là lạ, nhưng mà mình khá là thích. Nhuộm xong tóc mình nó duỗi ra, mọi người nhìn trông thục nữ vô cùng. Đây là tóc của mình, tóc cho năm 2023. Nhìn lạ đúng không? Nhìn lạ hẳn, nhưng mà I like it. Màu này mình nghĩ thiệt rất là xinh. Hộp nào đấy? Mở hộp ra xa là hộp của chị. Năm nay nhà mình có một cái tai nạn với cây đào. Đó là ban đầu nhà mình mua một cây mai rừng, xong rồi nó ngã chổng vó. Không ai biết tại sao nó ngã thôi, tự dưng về thấy nó ngã ra. Xong bố mình nghi là do con tùng béo, nhưng mà con trai mình nó rất là ngoan nên là mình đã phản đối là không phải tùng. Xong đấy thì nó héo luôn, héo khô. Héo ơi là khô héo. Xong rồi cái cành nó bể, tức nó kêu cặc cặc, vì tại vì là nó khô quá. Xong rồi nó không ra được hoa. Thế là bố mình đã phải lặn lội đi mua một cây đào khác, và đó chính là cây đào mà bọn mình đã treo đồ lên. Quá trình thì hơi đau khổ một chút, nhưng mà kết quả thì cây đào khá là đẹp, mình rất là thích cây đào này, nên cũng có vẻ gọi là khá là ok lá. Vì mình và em trai đã được nghỉ nên công việc của tụi mình là trang trí cây đào, dọn dẹp tầng bà và sắp xếp bánh kẹo Tết. Bọn mình tìm đồ trang trí lâu kinh khủng mà không tài nào tìm thấy, xong cuối cùng hóa ra là mẹ mình để trong hộp sô-cô-la màu xanh. Nó làm mình nhớ đến hộp kim chỉ huyền thoại mà các bà các mẹ đựng trong hộp bánh quy ghê luôn ý. Không biết có ai giống mình không, nhưng khi hồi bé thì thoảng mình nghịch ở phòng bà là phòng mẹ thì mình có nhìn thấy một cái hộp bánh. Sau lúc mình mở ra thì trong đấy toàn là kim chỉ với là đồ linh tinh ý. Mình kiểu siêu thất vọng vì không phải là bánh quy. Không biết có ai giống mình không, nếu có thì mọi người hãy comment ở dưới cho mình biết nhá. How did I make you mine?
nói thật là công việc của tụi mình thì nó khá là đơn giản nên hai đứa khá là thích. Gọi là dọn dẹp tầng 3 thôi chứ cũng chỉ là sắp xếp lại giá sách, bàn học và phòng ngủ, và dọn lại nhà vệ sinh nữa. Phòng ngủ thì là phòng của cả hai đứa bọn mình nên thực ra cũng không bị bố mẹ tranh tra gì mấy, né rất game. Thời gian rảnh thì ngồi chơi bài hoa quả Haligali với cả xem single Inferno. Đây là một cái show mà mình và em trai đang rất là thích. Xem cái là bị cuốn vào đấy luôn, không thể nào dứt ra được. Mình cảm giác Tết năm nay chơi nhiều hơn dọn nhà. Thực ra khá là kỳ vì là mọi năm mình nhớ là dọn nhà rất là nặng đô. Sau đấy thì lao lao chùi chùi mấy ngày mấy lượt mới xong. Nhưng mà đương nhiên là mình không phản đối gì rồi, vì chơi chơi thì ai mà chả thích. Người giờ thì nhà mình sẽ đi chợ hoa. Đây là một cái tradition, một cái việc mà năm nào mình cũng làm nên mình rất là háo hức. Cả năm mình chỉ hóng nhất là đi chợ hoa đêm thôi, vì có nhiều hoa chọn loại nào cũng được, bố mẹ mình rất là dễ tính. Ok, ra chờ mẹ mình xuống rồi, let's go đi thôi nhá. Trước khi đi qua chợ hoa để nhà mình đi ăn tối, hôm đấy đã là 28 Tết rồi nên nhiều cửa hàng đóng cửa. Nên nhà mình ghé vào một quán đồ Huế nhìn thấy trên đường, khá là ngạc nhiên là đồ ăn ra rất là nhanh, ngon và phục vụ rất là niềm nở tận tình luôn. Hôm đấy nhà mình ăn non nê căng cả bụng, mỗi người mấy món mà hết có hơn 500.000 thôi. Lần sau này có dịp thì chắc chắn là nhà mình sẽ quay lại đây. Và cuối cùng cũng đã đến việc mình hóng nhất mỗi năm, đó là đi chợ hoa đêm. Nhà mình thường đi chợ hoa này vào khoảng 28 âm lịch. Trong này thì có rất là nhiều sạp bán hoa, mỗi sạp thì có thể bán một loại hoặc là nhiều hơn. Theo mình quan sát được thì những sạp nằm sâu trong chợ là những sạp bán nhiều loại hoa, còn những sạp bên ngoài là những sạp bán hoa theo bó rất là to. Và vì vậy thì thường bán một loại thôi, nhiều hoa quá. Như là cam ly và hoa hồng thì nhà mình hay mua bên ngoài vì muốn mua số lượng lớn ấy. Năm nay mình cảm giác không đông bằng một số năm trước, vì theo ký ức của mình thường đi chợ hoa đêm là phải nhích rất lâu và rất là dễ lạc. Nhưng năm nay mọi thứ có vẻ gọn gàng và thoải mái hơn nên có thể đi thong thả. Nhưng bằng một cách nào đấy mình nhớ cảm giác đi chen chúc trong này hơn, vì đấy chính là ký ức của mình từ hồi mình còn nhỏ đến bây giờ, nên dù có không thoải mái thì mình vẫn rất là thích cảm giác đấy. Tự dưng nghe hơi buồn buồn mọi người nhờ, nhưng mà mình biết là mọi thứ sẽ phải thay đổi và những thay đổi là cần thiết để thế giới tốt lên. Việc mà chợ hoa to ra thì là điều tốt mà, mọi người có thể đi thoải mái và mình cũng có thể tận hưởng nó một cách từ tốn hơn với bố mẹ. Chỉ cần mình và gia đình mình vẫn ở đây, vẫn cùng đi chợ hoa, cắm hoa và ăn với nhau bữa cơm tất niên là mình đã biết ơn vô cùng rồi. Tuy hơi muộn nhưng mình chúc mọi người một năm mới rất là vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với mình và dù mọi người ở đâu, mình cũng mong rằng năm 2023 sẽ là một năm thật hạnh phúc. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau nhé. Bye bye!